một set đồ cực kỳ sang chảnh nhưng mà vẫn có phần trẻ trung và thể thao. Bình thường Phương là một người khá là phá cách khi Phương luôn kiếm tìm những cái phong cách mà làm sao để mix cho mọi người có nhiều cái cách mix khác nhau, mọi người có thể tham khảo được. Và ngày hôm nay thì Phương mix một chiếc áo sơ mi nhìn khá là sang chảnh cùng một chiếc quần jean. Đó, nghe thì có vẻ là đối lập nhưng mà nhìn lên mặc lên cũng rất là xinh đúng không? Chiếc áo này là một chiếc áo với chất liệu là lụa tơ tằm tuyên, là cái chất liệu áo sơ mi cao cấp của nhà Mega Fashion. Đó, ai mà đã mua lụa tơ tằm tuyên của Mega Fashion thì đều biết là cái chất liệu này là hàng cao cấp, đắt sắc ra miếng. Và em này thì có một cái nơ màu đen phối trên cổ nhìn cũng rất là đẹp, nhìn rất là tiểu thư. Đấy, chất liệu rất là mềm. Áo rất là đẹp luôn á, cái áo này siêu đẹp luôn. Mọi người mix với chân váy cũng được, quần baggy cũng được, quần legging cũng được, chân váy ngắn cũng được, jean cũng được. Đó, rất là dễ mix. Và ngày hôm nay thì Phương lại mix một cách khá là mới lạ, là mix với một cái quần jean ống vẩy. Đây, đó, quần jean ống vẩy thì mọi người biết rồi đấy, là nhìn nó cũng có độ sang chảnh. Và đặc biệt là quần jean của nhà Mega Fashion thì nó có độ co giãn nữa, nên mặc rất là thoải mái. Em này thì siêu tôn dáng luôn nhá. Rất là đẹp. Ở đây thì Phương đã cố gắng và cố làm sao để cho mọi người nhìn nó hợp mắt nhất rồi. Đó, cả set này thì đều có bán tại Mega Fashion luôn.